Không, cái đây không mà. Cái này là hửi. Cái gì đâu mà rồi. Nè, hung tài cầm tay lên. Thử rồi, thử đi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thích không? Thích, thích, thích. Thích rồi. Cái tay dài đi để coi cảm giác sao. Nè. Không đi. Không ta mà dỗ vô mặt đây không đi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về mình nha. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Huyền, Đào Huyền. Năm nay em 26 tuổi và đến từ Vũng Tàu ạ. Họ Đào. Dạ. Ồ, tên hai chữ thôi. Cả chữ Thị nữa nha, em không thích chữ Thị lắm. Em đang làm công việc gì? Em đang làm văn thư cho công ty bảo hiểm quân đội ạ. Là hôm nay em đến đây để quay chương trình thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hướng, năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là làm bên giám sát an toàn xây dựng ở Phú Mỹ Ba, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu luôn. Giám sát công trình xây dựng là như thế nào? Bên em là giám sát mấy cái đồ bảo hộ của anh. Là ra vào trong công trường là phải có mang nón bảo hộ, mang quần áo này kia đúng không? Mang giày rồi mang áo dạo quang. Thì em thì mỗi buổi sáng thì nói chuyện với công nhân là 15 phút trước khi là vào làm việc. Em nói sao đâu, đứng dậy em nói cho anh nghe thử coi. Coi như công nhân đang trước mặt em nè. Người quản lý giám sát nói y như đang nói trong công ty đang làm việc. Trước tiên là em xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày làm việc rất là an toàn. Trước khi vào làm việc là mình phải mang đầy đủ đồ bảo hộ, thì phải mang dây quang nón và mang áo dạo quang, mang giày không có đạp gót, phải xỏ vào trong giày. Thì còn các anh nào làm lên cao thì nhớ mày mang dây an toàn đúng cách. Rồi leo lên đó nhớ phải móc vào cái dây cứu sinh hoặc là mắc vào lan can. Thì cái nghề nghiệp anh chạy. Vậy đó hả? Dạ. Ủa công việc có vậy thôi hả anh? Đơn giản như vậy đó. Vậy thôi sáng nào cũng nói vậy đó. Không, sáng nào nói rồi xong là còn... mình vào trong công trường mình còn phải nhắc nhở nữa chị. Ví dụ chưa có ai mang đúng thì mình phải nhắc nhở sao cho nó đúng. Rồi, em gái giới thiệu đi, mình điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em có ưu điểm nữa là nấu ăn với cả làm bánh ạ. Với khả năng trong con nít rất chi là tốt ạ. Rồi, sau này định sanh mấy đứa con? Em ạ, nếu có điều kiện thì em thích 3 đứa. 3 đứa ha. Em thích mấy đứa con? Tùy theo vợ mình thôi anh, nuôi được nào mới biết là gánh vác mình thì... Trời ơi, tùy em chứ sao tùy vợ. Em chỉ đẻ được thôi, còn nuôi hay là anh chứ ạ? Đúng rồi. Câu này hay nè, bên đó chỉ có đẻ được thôi. Bên này có nhiệm vụ nuôi, được không? Được. Được chứ tự nhiên vợ đẻ rồi bắt vợ nuôi nữa sao được. Nghi vậy? Còn điểm yếu của em là gì? Chị em nói là em chả được cái gì chỉ giỏi phá thôi. Đồ điện tử nội kia vào tay em nó hư hết. Điện thoại nó kia bể hết màn hình. Làm gì bể hết màn hình? Em không hiểu, cứ đến em dùng được khoảng một thời gian xong tự nhiên nó bể hoặc nó hư. Nó lộn bỏ ra, ôi chết cha, bể rồi. Đi cũng lạ, tự nhiên cái điện thoại ôi chết cha bể rồi. Bên bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu bạn như thế nào? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, biết tự lập. Những gì mà người ta làm được thì mình sẽ bắt chước làm được. Rồi tình trường mình sao? Có bà bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa được nghe câu em là bạn gái của anh nhé. Nhưng mà ngầm hiểu thì được một mối tình ạ. Do bọn em yêu xa nên là cũng nhiều vấn đề nên em chia tay. Có mấy mối tình? Dạ, mối tình em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên á, thì với tới mối tình thứ hai thì cách nhau mấy tháng. Quên nhanh dữ vậy đó hả? Tại vì lúc mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Rồi xong rồi ra trường hai người đi làm, xong công việc lu bu rồi xong là... Mấy tháng sau quen người khác luôn. Không nhanh quên. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vậy mà anh, tại em thích con trai cao ạ. Nên khoảng 1m7 ạ. Hoặc... Bên đây 1m9 lần á. Hoang mang nha. Dạ. Rồi, gì nữa em? Với cả con trai phải có bờ vai rộng ạ. Em thích bờ vai rộng vì khi mà đi dép ấy, ôm người ta, tai mình để áp vào người ta nghe tiếng tim người ta đập vậy ạ. Mình không cao mà mình thích trai cao 1m7, vai rộng để mà ép đầu vô. Nó ép... vừa phải đấy ạ. Ép tai. Dạ. Ép tai là đầu. Đó, nó phải vậy. Gì đâu. Vậy nó hẹp lắm. Lát ép nha. Vai ép này vô. Vai hẻm à. Thành ra đừng có để giày em phải mở ra nè, không? Mở ra nè, không? Vậy là mệt, đó thẳng là vậy luôn. Vô, người ta phải nghe tiếng tim đập nha. Rồi còn gì nữa không em? Nói chung phải có chí đến thử một tí thôi ạ. Nhất tôn trọng cả cái ý kiến của em đưa ra nữa. Rồi. Dạ, thế thôi ạ.
Có cái điều nào không thích ở con trai không? Ở dơ à? Em đang nói chuyện mấy với ông xây dựng hay ở dơ mà lắm sao hả? Ở dơ cái em ngắt cái đầu ở bên kia đi công trường hoài, nhiều khi về mệt nhậu quên tắm hoài á, có không? Không có anh ơi, một ngày tắm hai lần, đồ hôm nào cũng giặt. Vậy được rồi, vậy nhà trai muốn tìm người bạn gái như thế nào? 1m5 trở lên, có nước. Em đùa rồi à? Vỗ tay là 1m5 trở lên có. Gì nữa 51 và 59 là chưa biết. Nước da trắng, biết làm đẹp cho bản thân, biết nấu ăn. Rồi em thích người phụ nữ mà có bàn tay mềm. Ủa chi vậy? Chi rủ người ta làm cực khổ, ta lo cho gia đình đủ thứ, tay người ta hơi chai chút. Trong bàn tay thì em chỉ thích mỗi khúc này nó mềm mà. Khúc giữa nó mềm, kìa nắm tay kia còn mềm không? Mềm không? Mềm. Em suy đoán là tay của ai? Mên. Anh nghĩ là tay của bạn kia đấy. Hung cái đi hung bằng. Cái này là hửi. Cái gì đâu mà rồi. Nè, hung tay cầm tay lên. Thử coi. Nhẹ nhàng. Thích không? Thích. Lấy tay về đi để coi cảm giác sao. Nè. Hung đi. Hung ta mà vỗ vô mặt tay hung đi. Phụ nữ hung dữ gì phụ phàng. Cái tay bạn kia đưa qua nó hơi e ấp chút xíu. Nãy là em hung đúng đối tượng rồi đó. Bây giờ em để ý là chay cái tường là toàn ganh ăn mặt. Còn mà cái đối tượng bên kia không có ganh. Hụt vô. Có điều gì mình không thích tới phụ nữ không? Tóc dài. Em không thích tóc ngắn với tóc xù. Tại sao kỳ vậy? Tóc dài tôi thước tha đẹp. Tự nhiên thích tóc ngắn cũng được, nhưng mà tóc xù là... Tóc mà nó bồng bồng. Lý do sao không thích? Không thích. Vậy là thích cái gì? Em thích tóc dài. Cái gì vậy ông? Hồi nãy nói nó khác mà ta. Không, em nói lộn. Em nói lại. À. Rồi. Để anh qua anh xem coi đàn gái có tóc xù hay là tóc ngắn gì không? Được rồi. Hello. Em chào anh ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Em cảm ơn. Này 1m59 em ơi. Chuẩn bị sẵn sàng hết chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà được thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thôi ạ. Anh này được rồi đó, anh thấy hợp lý. Ngon em, mở vai ra. Đó. Rồi, hôm nay em có đi với người thân không? Em đi với cô em với cả bạn đại học ạ. Mình là cô của cháu Huyền. Đào Huyền đúng không cô? Đào Thị Huyền, nhưng mà đi học thì các cô cứ hay trêu là bỏ chữ Y đi ạ. Thì cô cứ hay đọc là Điêu Thuyền. Họ Đào á. Họ Đào ngồi dưới các ngồi dưới tường gọi là Đào Tường. Đào Tường. Dạ, cô nhận xét cô thấy bạn trai bên này cũng được, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, dân công trường mà nói năng nhỏ nhẹ đấy, được. Cũng ngoan. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ. Dạ chào Hoàng Linh với chị Tường với chào khán giả. Thấy cái gái này thấy nó xinh và thấy cởi mở, thấy con người thông thái như nhà mình, rất là như dạng tánh hơi chuẩn hơn, nói chuyện hoặc cái gì là phải chuẩn. Rồi thấy cũng hợp với em luôn. Nhất là nấu ăn dịu dàng, như thấy bé gái này thấy không được á. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Rồi, kéo màn lên. Nào, mời em. Ê trời. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có cái viết tặng anh. Vai. Nhớ nha. Tuần thì em rảnh chắc cuối tuần à? Em rảnh cũng cuối tuần đấy ạ. Tại vì ngày thường em phải đi làm, em nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Cảm nhận về nhau thế nào, người đối diện? Anh có suy nghĩ gì về em không? Vai. Dạ, anh thấy em xinh, sáng. Cảm ơn. Gần như là cái đối tượng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Em thấy anh ấy thì giọng nói thì khá là ấm, hiền ạ. Còn không biết là tính cách thì mới gặp lần đầu thì em cũng không dám nhận xét nhiều ạ. Tim mình có đập chưa? Đập hơn
như ngày bình thường. Bạn gái muốn là ép vô để nghe tiếng tim đập. Đứng lên. Thử đứng lên, đứng lên. Đếm vô. Nào, y nguyên. Bịch, 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 bịch. Nghe không? Chưa nghe hả? Tại em chưa áp sát. Vai này thế nào? Đủ rộng à? Đủ rộng. Chiều cao mà đâu có đủ 1m7 đâu em. Em bò quốc ra ạ. Thôi được rồi, thấy cũng hợp lý ha. Em coi là cái tay coi phải cái tay nãy không? Phải, phải. Rồi. Hẹn hò thế nào mình tính trước đi các bạn. Bỏ sao? Việc rồi. Xin thích trai con gái gì nói luôn đi. Em không quan trọng con trai con gái, chắc chỉ bạn trai này quan trọng thôi chứ em thì con nào cũng là con hết ạ. Anh thì thường thường là anh thích đứa đầu tiên là con gái hơn. Gái để sau này mình có nhờ. Chưa sinh mà đã nhờ rồi à? Chưa có nuôi gì hết trơn, tính tới chuyện nhờ rồi hả? Em có một tính xấu trong khi yêu ấy. Khi mà em giận ấy là em không muốn nói. Tại vì em sợ em nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau. Nên là lúc đấy em sẽ im lặng. Nhưng mà đợi lúc nào thích hợp thì em sẽ nói ạ. Vì vậy giả sử mà mai mốt anh có yêu em ấy thì anh đừng bắt em nói luôn. Tại sao cô không nói luôn hay có cái gì đấy á? Không có, không nói thì cứ nhắn tin cho anh biết để anh... Em sẽ cố gắng. Em sẽ khắc phục cái đấy ạ. Tiền bạc đề cưới về ai giữ? Thì em cũng đi làm xa để chắc đưa cho vợ chứ. Vợ đâu? Thì nếu mà tiến tới được người bên kia thì thành là vợ em. Trước khi ấy mình nói gì với gia đình cái đi này? Em xin hứa với bạn bè với gia đình với cô là nếu mà con được chăm sóc được với cho bạn Huyền bên kia thì anh sẽ hứa sẽ không bao giờ làm cho Huyền buồn, không bao giờ làm cho một người phụ nữ mà bên cạnh con là phải khóc vì cái vấn đề mà không đáng. Khóc cái nào là đáng cái nấy á. Sao cô? Con nói gì với cháu rể tương lai không? Rồi thì cái chuyện này thì nói chung là hai cháu bây giờ cứ bước đầu là tìm hiểu nhau để sau đó nếu mà lên duyên vợ chồng thì nó là cái tốt. Rồi, rồi cảm ơn cô. Hôm nay hy vọng là một ngày đáng nhớ với hai bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi nắm tay nhau đi. Đấy. Ê. Tay kia sao? Tay lạnh thế. Hả? Mềm mại và ấm áp. Nào. Anh sẽ gửi những cái chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn có thời gian đi xem phim, tìm hiểu nhau nha. Đây, chị gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Có gì thông báo tin vui chúng tôi nha. Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ê, cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được rồi chị ơi. Không có hàng đều răng khểnh được không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Minh và các bạn. Ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em người làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm busy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi.
gái, cô gái, cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Đúng rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trất quốc tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời, bộ mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô. Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ cũng không lo mấy anh, thì em cũng là người miền Tây mà đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu mà. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu rồi có ngược không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Mình nghe có gia trưởng mà anh đâu có thì với gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Em cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Ủa giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi rồi ai làm theo ai? Để thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhường bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em là Minh điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra học điêu khắc đó luôn hả? Dạ không, em lên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được 2 mối tình. Có một mối tình lâu nhất là 4-5 năm vậy á. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung là người ta cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá mình không đáp ứng được thì thôi cút ru cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hơn nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có 2 mối tình giống bạn bên kia. Đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ lo chờ chút xíu anh Quang hỏi chút xíu thôi. À, chào em gái. Anh nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nó mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc anh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, anh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi. Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì mà buồn cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố, không sao. Tình yêu không có khoảng cách đường xa thời em gian hỏi vậy. Bên kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình cũng có lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm rồi. Chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá trời, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng.
Ngồi đó học đi. Chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa, mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười cười. Cười cười cười, trời ơi cười. Cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Có nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. Rồi đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ tôi thưa vậy em có thuốc gì? Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao thì 1.5m tư lên, biết lễ phép thì lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì nói gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được. Tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu. Tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Rồi em hứa là chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á, không có quan hiếp đâu. Thì em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ chào bà. Chào chú Huyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Vì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi vắng. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hơn, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, thôi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng, thuyết phục. Thân em rất vui hiệp. Cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Anh thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh là để giống con chó hả? Trời ơi, cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Cảm ơn anh. Sao
dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu không hồi xưa nói chung nó khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhát gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khển dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi đó chứ. Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên. Thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn gớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu, sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cơ, cô ra cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người kia hôn không mà, quý vị? Hôn không mọi người. Chị ơi, em xin phép hôn em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hôn đi. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những vé xem phim của cộng đồng Cinebox 212 để chiến thắng. Giữ lấy và xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn. Anh từ từ đúng không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em hết, em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Xin mời anh nắm tay em. Có phải rung nhỉ? Dạ con rung quá chú ơi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Quay ra đây. Rồi bây giờ thì bạn trai bạn gái ra có mặt sân khấu nha. Mình bắt đầu trao đổi thông qua cái hàng rào này nha. Dạ, đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân và các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là tên đầy đủ là Nguyễn Anh Quốc, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là kỹ sư tự động hóa, làm việc ở quận 1, quê em là ở Đắk Lắk. À. Dạ. Rồi mình giới thiệu đi nào cưng. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, anh trai nhà bên và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thảo, hiện tại đang công làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Làm gì em? Dạ em làm chuyên viên phòng đào tạo sau đại học anh. Quê mình ở đâu? Dạ quê con ở Bình Dương chú. Bình Dương luôn, làm Bình Dương luôn. Dạ. Còn đây quê Đắk Lắk, làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À dạ đúng đó. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ đầu tiên là em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là nhóm gì cưng? Dạ thì theo nghiên cứu của em á, người ta sẽ chia làm 4 nhóm để phân loại các khách hàng, và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái con chim, đó là chim đại bàng, chim bồ câu, còn một con công và một con cú. Thì em là thuộc nhóm cú, tức là nó sẽ có hai cái trục như thế này, một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo tình cảm, một cái là hướng nội hướng ngoại. Thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí, là nhóm con cú. Dạ. Lý trí và hướng nội. Dạ đúng rồi. Nhóm con cú sống về đêm. À, điểm mạnh em rồi còn điểm yếu gì không? Dạ có. Cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ thôi tới mình đi. Mình có thuộc nhóm gì? Dạ con ngồi đi, có vẻ ngồi khoái chí á, là cưng có biết cái vụ này đúng không? Dạ con không biết gì hết cô. À chưa biết hả? Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ?
Dạ em muốn biết anh. À thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chị cho. Thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chị cho. Đây có chuông nào bấm. Đâu, tức là nhấn nút á rồi à, về chỉ đó, hiểu không? Bạn này cũng hàng gài ghê luôn á nha. Cưng giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, rất thích tham gia các hoạt động tập thể cũng như là tham gia các hoạt động tình nguyện. Đối với lại điểm yếu thì con cảm thấy bản thân mình hát chưa được hay. Với lại thỉnh thoảng con thấy bản thân mình cũng hơi nhút nhát. Khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó thì con rất là hay do dự. Do dự, con quyết đoán đúng không? Dạ. Rồi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có quen ba bạn bằng tuổi. Thì bạn đầu tiên là quen khi mà học cấp 3. Còn mấy bạn sau, hai bạn sau là quen khi mà con học đại học. Nhưng mà là quen học trò thôi hay là có sâu đậm không? Dạ, quen chắc theo kiểu học trò cô. Vậy hôm nay cưng yêu rồi nãy chưa nói nè. Dạ, năm nay con 24 tuổi. Nên là khi mà chương trình hỏi con muốn một bạn nam như thế nào thì con có trả lời là con muốn một bạn nam hơn tuổi con. Tại vì khi mà con quen bạn bằng tuổi á, thì cái bạn bằng tuổi bạn đó suy nghĩ như mình. Nên là thành ra là con thấy là nhiều khi hay cãi nhau á cô. Dạ, nên là con muốn yên tâm, bạn nam bên kia 26 mà. Bạn đây 26 rồi. À, bạn trai có mấy mối tình rồi? Thật ra là em có 4 đến 5 mối nhưng 26 4 5 mối hả? Dạ đúng rồi. Bên kia 24 3 mối. Nhưng chà, mấy nhỏ này yêu sớm dữ nha. Dạ nhưng mà 4 5 mối của em là đa số là từ hồi đại học với lại thời còn đi học. Mỗi lần quen yêu vậy mà bao nhiêu lâu? Thì thực ra là rất là ngắn đó. Tại vì lúc đó là mình vẫn còn trẻ, cái kiểu của yêu của thời sinh viên với thời học sinh thì nó không được lâu bền. Dạ, dạ. Bây giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào? Thì trong cái đơn đăng ký của em á thì em chỉ ghi có hai dòng thôi. Dòng đầu tiên là về ngoại hình. Ngoại hình của em thì giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết. Trong đó chỉ là đẹp và thứ hai là làn da đẹp. Làn da đẹp thôi. Dạ. Da đẹp thôi. Dạ. Bé rồi. Ơi, bây giờ làn da đẹp rồi thêm chữ đẹp nữa là dạ. Là mặt đẹp hay là dáng đẹp? Dạ mặt đẹp. Và mặt đẹp với lại dạ. Da đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Rồi còn bên đây mình sao nè? Con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con, suy nghĩ chín chắn, là một người chung thủy. Chung thủy. Dạ. Mấy người thích đẹp không biết có chung thủy không nữa nha. Dạ. Ai không thích đẹp? Người ta thích với sự chung thủy nó khác nhau. Đừng có dựa vô cái đó mà nói là chứ mấy người thích đẹp không chung thủy. Dạ. Chung thủy không là tự trái tim của người ta thôi. Cười quá à. Ta chưa hỏi nó nhảy vô họng ta ngồi rồi đi đây nè. Vô đi nói giờ coi đàn trai tôi đẹp không, đẹp trai không? Dạ. Đâu tôi qua tôi coi đàn gái cái coi. Dạ đây gia đình nhà gái. Dạ, tôi là chú 24 tuổi, 3 mối tình luôn hả? Mối tình học trò vớ va vớ vẩn biết rồi. Bây giờ trải qua 3 mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn là coi như còn mối tình nữa đó. Dạ con suy nghĩ là sau khi mà quen ba bạn nam đó thì con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Bớt tính công đích lại. Đó. Dạ. Có kinh nghiệm rồi đó chưa? Chú ơi, hồi nãy anh đó có nói là anh đó thích một người con gái dễ thương á, dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú? Hồi nãy con bổ sung một xíu. Bổ sung là đi cái không? Chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình. Còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Rồi. Dạ. Như mì cay vậy đó hả? Như mì cay vậy đó hả? 3 cái cấp độ của tình yêu của con á là nó sẽ có đầu tiên là bạn tình. Thứ hai là bạn đời. Thứ ba là bạn đạo. Thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn đó là bạn đạo. Thì bạn tình là gì? Bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và có thể thích nhau từ ánh mắt, từ nụ cười. Cái giai đoạn này á thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau. Còn cái giai đoạn thứ hai á là bạn đời. Bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái khuyết điểm của nhau, có thể chấp nhận được sống chung nhau. Thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái giai đoạn hai này rồi. Còn cái thích cuối cùng á là giai đoạn ba, đó là bạn đạo. Con hướng là một cái con đường là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư, thì hai bên sẽ cùng thảo luận. Dạ. Rồi chú hiểu không? Chú cũng mệt lắm. Nói chung là trong tình yêu á, nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á. À, dạ. Bây giờ theo chú á, là mình tìm bạn tình trước đi, còn bạn đời từ từ, rồi bạn đạo sau. Vô con dập luôn bạn tình, bạn đời, bạn đạo luôn là bạn đời là mệt lắm. Dạ. Nha. Bạn hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà
rõ ràng đúng không? Rõ ràng rồi, chín chắn đúng không? À. Thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á thì nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu. Coi như là quen phải rõ ràng từ đầu cuối dạ, luôn. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Để sau này nó được tôi với anh không hợp nha. Dạ. Không được ha. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Như có chiến lược, có hoạch định đàng hoàng. Chiến lược đàng hoàng. Chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha. Không, bây giờ về đi. Con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với lại bạn thân của con. Bạn thân ha. Dạ. Rồi bạn thân thấy sao nè? Con chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và quý vị khán giả. À, con là bạn của Ngọc Thảo ạ. À. Nói về Ngọc Thảo thì bạn là một người năng động, sống tích cực, sống giàu tình cảm. Nhưng mà điểm yếu của bạn thì như bạn có chia sẻ là bạn là người thiếu quyết đoán trong một số vấn đề. Nói về bạn nam bên này thì con thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành. Tại vì bạn em là người thiếu quyết đoán, nên nếu mà anh lý trí thì anh có thể giúp bạn em trong cái việc quyết định một số công việc gì quan trọng. Nên là nếu được thì hai bạn, anh và bạn của em cho nhau cơ hội để mình tiến tính cái giai đoạn đầu của anh nói là bạn tình. Ok, em xin hết ạ. Rồi, anh trai đi với ai? À, dạ, em đi với ba em, bà nội em và bạn em. À, rồi. Dạ. Xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Văn. Dạ. Và chào dạ. Nhà gái bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là bố của Quốc. À, tôi cũng mong muốn là hai cháu trao nhau một cơ hội để cho tìm hiểu. Dạ. Rồi, cho hỏi ý kiến bà cái bà ngoại hả? Dạ, bên nội. Bà nội hả? Bà thấy con dâu tương lai của bà thấy được không? Đâu bà cho cháu vài câu chưa, đi bà. Cháu chưa cháu dâu. Dạ. Tôi thấy cũng được hết á. Mà được con có là, được nhất là con có là đàng hoàng. Dạ. Sạch sẽ. Dạ. Ừ. Đàng hoàng sạch sẽ. Con người phải mát mẻ. Dạ. Mát mẻ, đàng hoàng, sạch sẽ. Dạ. Bà nay nhiêu rồi bà? 82. 82 tuổi hả? Ôi, bà từ Đắk Lắk vô đây luôn hả? Trời ơi, cảm ơn bà ủng hộ chương trình nha. Dạ, chúc bà khỏe nha. Nhiều ạ. Thôi, bây giờ mở rào cho hai trẻ phân tích nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Dạ. Con nhận quà trước đi rồi con tặng dạ. Sao? Anh có món quà tặng em. Thì đây là cuốn sách, là một trong hai cuốn sách mà anh nghĩ là nó đã thay đổi cuộc đời anh. Thì đây là cuốn sách có tựa đề là Đánh thức năng lực vô hạn, tác giả là Tony Robbins, là một trong những diễn giả mà phát triển bản thân hàng đầu thế giới. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cô cầm cho anh. Dạ. Dạ, em có món quà nhỏ em tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Con mở ra coi là gì con. Wow, cái bút đẹp quá. Dạ, em cảm ơn anh. Hai em ngồi đối diện với nhau, mình trò chuyện đi. À. Đầu tiên là cảm nhận về nhau, coi lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào. Lady first. Em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh. Ví dụ trong trường hợp cái này. Cái đó là do em chọn, tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước? Cho em chọn mà. Dạ, nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha. Rồi anh nói trước à? Em hỏi anh đi. Anh từ từ đúng không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em quên hết từ ngữ để nói rồi. bình tĩnh. Anh thấy em sao? À, đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn em. Ví dụ như em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Thì cái thời gian nào mình rảnh rỗi được nhỉ? Dạ là thường vào ngày cuối tuần anh. Ngày cuối tuần à? Rồi dạ. Ok. Anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm túc chưa? Nghiêm túc trong vấn đề gì anh? Đúng rồi, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng hay là mình quen cho vui hay là cái gì đấy. Dĩ nhiên là hôm mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh? Rồi ok. Dạ, rồi đúng như anh nói ban đầu á, là em là thuộc tiếp người tình cảm nên thành ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ. Thì hầu hết thời gian của em á là em dành cho công việc thường hàng ngày và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là em thích những hoạt động đó. Chứ để mà suy nghĩ lâu dài, hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy. Anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh, đúng không? Thì ví dụ quen một cái ông nào đó mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng thì em thấy thoải mái hơn không? Hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình không thể hình dung được là tiếp theo ổng sẽ làm gì và ổng có bỏ mình hay không? Dạ. Dạ, anh nói đúng điều đó, có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không. Nhưng mà như em nói ban đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh. À, là okay. Em anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Bây giờ bạn nữ nói cái gì chứ, hát một bài đó hay là làm một cái quảng trò nó cho nó vui để cho ta giải tỏa đi cái không khí nó giờ đi, chỉ có một bạn này nói thôi. Dạ. Em quảng trò mà thì anh nên làm gì đây? Dạ, bình thường á là em quảng trò cho mấy bé nhỏ. Rồi anh là bé nhỏ. Đúng rồi, coi bé nhỏ đi, đúng rồi đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Dạ.
Bây giờ em sẽ mời tất cả mọi người cùng chơi với em trò chơi là xin mời. Khi mà nào mà em nói từ xin mời thì mọi người làm theo hành động của em. Còn em không nói xin mời thì mọi người đừng làm theo hành động. Bé chính kìa, bé kia chính kìa, bé đó đó. Dạ. Dạ rồi, xin mời anh vỗ tay với em một cái. Xin mời anh vỗ tay với em hai cái. Xin mời anh vỗ tay với em ba cái. Xin mời anh nắm tay em. Có vẻ rung nhỉ? Dạ, con rung quá chú ơi. Có điện không? Có điện không? Dạ. Thôi. Dạ hết không? Dạ hết, dạ hết. Đó hết rồi, tôi đó dừng luôn, nắm tay luôn, nắm tay luôn. Ừ. Tôi đó nắm tay luôn. Rồi, hát một bài luôn. Xin mời anh hát cho em một bài hát. Đúng rồi. Anh hát à? Xin dạ. Thật ra thì anh chỉ thuộc có một bài thôi, thật sự có một bài thôi. Thì xin trình bày ca khúc là Giấc Mơ Chabi. Dạ, cảm ơn. Vẫn nắm tay, không buông tay ra Quốc. Dạ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái chăn nghèo, một nhà sàn yên vui. Ôi chắc ở đây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu rừng xanh, yêu tự do thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi nghe Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi. Cảm ơn anh. Rồi, trở về ghế ngồi đi. Thật ra đó nha, lúc đầu anh cũng hơi là lạ với cậu này. Nhưng càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy. Cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình. Nhưng cũng một cái lời chia sẻ, lý thuyết là một cái khác, xa với thực tại đó. Đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại. Không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu. Dạ. Mình cảm giác rung động thì mình bấm nút. Còn mình không rung động thì mình không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho người khác. Dạ. Rồi bấm luôn rồi đó, Thảo bấm rồi đó. Ủa, Quốc bấm rồi đó. Rồi Thảo bấm luôn rồi đó, không cần đếm luôn. Đưa tay đi nào, nắm tay nhau bạn nhé. Đâu phải bắt tay, mà nắm tay nhau bạn nhé. Nào, để xen tay vào. Đây, xen vào như thế này nè. Tình quá. Xen tay vào thế này nè, Quốc, đúng rồi. Rồi, chúc bây giờ hung cái hung đầu tiên coi. 5-6 lần yêu rồi đó, hung sao coi cho được á. Tuyệt vời. Yeah. Yeah, được rồi ha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping, nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy đưa nhau đi đến nơi nào mình thích. Đi xuống đây rồi cô đưa bó hoa tình yêu nghe. Thấy thương, thấy cưng dễ sợ ha. Hy vọng rằng nó sớm thành đôi. Như vậy là ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Xin mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Người lớn rát họng đờm ho, An Phế Nam Dược khỏi lo dùng liền. Đây nữa là cái tiệc cưới, anh cũng mong mỏi lắm rồi. Ý là cái đây là sự nghiêm túc, anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt nè. Anh ghi tên sản ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ.
Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Ai, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, cưng dạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À vậy hả? Dạ. Thôi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng trong một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ quận 3. Làm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi mình nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Còn có điểm yếu nào không? Dạ điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt, cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ cho nên đôi khi mọi người sẽ hiểu, sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ mời bạn trai. Dạ ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ, còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. À dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có mấy mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Một mối dài không? Dạ hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ một phần còn cách xe, với là xa. Lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Ừ. Dạ với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định coi dừng lại. Rồi dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ 5 năm rồi hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm. Thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ sau đó thì em không có một mối tình nào khác ạ. Không tin được luôn á, thực sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, phải thực sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ, em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ ngoại hình thì em muốn một người thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Áp lực không? Dạ, hơi hồi hộp trước. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Cô bồ nhà trai đi chứ. Cừ quá. Là không có giống Obama, mà giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Rồi cho tôi xem mặt đàn gái coi. Chào em gái. Dạ em chào chú Quyền Linh ạ. Dạ em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi cảm ơn rất nhiều. Cô gái không thích đàn ông có điều gì? Dạ em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ chừng mực cái ở đây. Cái nào là chừng mực? Cái này khó quá. Dạ chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích cũng không quá ghét, luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Rồi đó. Giấu cảm xúc đó, người phải biết giấu cái cảm xúc khó lắm. Dạ như ở mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ đó hết. Bây giờ anh thích người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử. Bên kia chắc được á. Dạ còn gì nữa không? Vậy được rồi. Hiền em không thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ, chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm, những thứ đó có rồi đó, chờ đợi chương trình bốn năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em. Trai dễ thương. Con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con em xin chào anh trai và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình, chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào. Và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết. Nhưng mà con cũng hiểu tính của chị.
là một người cần một sự kiên nhẫn, cần một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều, tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị Hai, em mong chị Hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu, rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Dạ. Em xin cảm ơn. Trời, dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ, đi mình. Mình hả? Được rồi, vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh dạ. để ủng hộ em. Dạ. Bây giờ mở rồi, rào, hai đứa gặp mặt nha. Gì? Mở rào, việc của mình là tấn công nha. Chào em. Chào anh. Rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Đặt đây, cái đây rồi. Rồi mở ra. Cái đây nữa là cái tiệc cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. À. Rồi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi, Hiếu tặng cho cái gì vậy? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một người bạn đời của anh. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Hai bạn ở cũng không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Bây giờ ta gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này. Dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà đã khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng anh hay ít nói ngại ngùng một xíu. Dạ. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Hát bài đến nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Được. Là cậy ông Quyền Linh đó. Cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc trước đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh, cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Thôi bây giờ mình vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Bây giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ chưa? Là em bước tới nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ. Cho anh nắm tay em. Dạ vâng.
thấy em anh cũng mến. Dạ. Ừ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Và cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Thì mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những cái khuyết điểm. Ừ. Mình cứ thể cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình. Ừ. Cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Ừ. Dạ. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Ờ, cảm ơn em. Dạ. Về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. À, sau khi giao lưu với nhau, rồi bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Rồi. Không bấm hả? Dạ. Dạ con xin lỗi, con không bấm ạ. Lý do tại sao vậy em gái? Thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. À, cảm ơn em. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. À, đừng bấm vì bất kỳ điều gì để người khác hiểu lầm. À, chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Cảm ơn cô. À, chúc mọi đứa sẽ sớm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Mọi người con đường đi, mình phải thế thôi. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đã khép lại chương trình Vòng Với Hòa. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại.